Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu đảng có cho phép trùng tu nghĩa trang biên hòa? Ngày 5 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài, nghĩa trang biên hòa di sản chiến tranh chưa được đảng cộng sản giải quyết. VOA cho biết trong bức thư gửi đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Mark Snapper, dân biểu Hoa Kỳ, Michael Steele bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng đáng buồn của nghĩa trang quân đội biên hòa nơi yên nghỉ của hơn một chục ngàn binh sĩ từng chiến đấu cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và là di sản chiến tranh mà bà Steele cho là chưa được chính phủ Việt Nam giải quyết. Trong bức thư đề ngày 29 tháng 9, bà Steele từng là chủ tịch hội đồng giám sát quận Cam, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống nhiều nhất ở Mỹ trước khi trở thành dân biểu liên bang vào năm 2020 nói rằng Biên Hòa là nghĩa trang quân đội quốc gia duy nhất còn sót lại ở tỉnh Bình Dương bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã phá hủy tất cả các nghĩa trang quốc gia khác của quân đội miền Nam Việt Nam sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975. Và đây là hình bài trên VOA. Theo VOA, bà Steele là một thành viên của Ủy ban Việt Nam ở Quốc hội Mỹ. Bà đã cam kết tập trung vào quan hệ song phương Mỹ-Việt và những vấn đề quan trọng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Bà cũng đã cùng các thành viên của nhóm này giới thiệu một dự luật lưỡng đảng nhằm buộc các quan chức Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Theo bà Steele, dù đã có nhiều cá nhân và tổ chức phi lợi nhuận làm việc mệt mỏi để bảo vệ sự trang nghiêm của nghĩa trang biên hòa, nhưng tình trạng chung vẫn còn ảm đạm khi rễ cây xuyên qua và hệ thống thoát nước kém đã hủy hoại các ngôi mộ ở mức báo động. VOA dẫn lời ông Kevin Đặng, phó chủ tịch ngoại vụ của Sáng hội Việt Mỹ viết tắt VAF và đã cùng đại sứ Snapper đi thăm nghĩa trang Biên Hòa ngày 13 tháng 10, cho biết những lo ngại của bà Steele là đúng. Tình trạng của nghĩa trang hiện giờ xuống cấp rất trầm trọng. Tổng cộng có hơn 16.000 ngôi mộ và mặc dù đã được xây dựng cất bằng xi măng nhưng vì cây cối mọc quá nhiều và nhiều cây giờ đã thành cổ thụ nên rễ cây to và lớn đã ăn sâu vào huyệt đạo của các ngôi mộ, ông Kevin nói. VOA dẫn mô tả của cựu đại sứ Mỹ Ted Osius về tình trạng sập sệ và hoang toàn của Nghĩa Trang Biên Hòa trong cuốn sách Không có gì là không thể – Quá trình hòa giải của Mỹ với Việt Nam ra mắt vào năm 2021 rằng những tấm bê tông vỡ vụn che phủ nhiều ngôi mộ và có mọc um tầm quanh những tấm bia mộ. Bà Steele ủng hộ việc khôi phục Nghĩa Trang, hiện là nơi yên nghỉ của các quân nhân miền Nam Việt Nam đã hy sinh, điều mà dân biểu Mỹ cho là sẽ giải cứu một khía cạnh di sản và văn hóa quan trọng. Và đây là hình đại sứ Mỹ Mark Napper đi thăm Nghĩa Trang Biên Hòa ngày 13 tháng 10. VOA cho hay nghĩa trang biên hòa là chương mở đầu trong cuốn sách của cựu đại sứ osius về sự hòa giải và hàn gắn trong quan hệ giữa việt nam và mỹ vị cựu đại sứ viết đảng cộng sản việt nam muốn nghĩa trang bị quên lãng chính phủ ở hà nội đã để cho nghĩa trang biên hòa xuống cấp và họ sẽ không cho phép cộng đồng người mỹ gốc việt chăm sóc nơi đây vì một số người lo ngại rằng nó có thể trở thành điểm quy tụ lòng người của những người phản đối đảng Cộng sản. VOA cũng cho biết những người muốn vào thăm ví nghĩa trang này phải xuất trình giấy tờ. Năm 2017, một số nhà vận động nhân quyền đã bị công an Việt Nam câu lưu trong 2 tiếng đồng hồ khi họ đến thắp hương viếng mộ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở Nghĩa Trang này. Ngoài ông Osius, các đại sứ Mỹ sau này như ông Daniel Crittenbrink và ông Snapper đều cũng đã tới thăm Nghĩa Trang như một phần trong những nỗ lực của Mỹ để giúp hàng gắn vết thương chiến tranh cũng như hòa hợp hòa giải giữa hai nước. Theo ông Kevin, nếu chính phủ Việt Nam cho phép việc trùng tu Nghĩa Trang biên hòa sẽ đánh đi một thông điệp mang tính hòa hợp hòa giải dân tộc. Bây giờ, được sự lên tiếng của dân biểu Hoa Kỳ, Michelle Steele và ông đại sứ Mark Snapper đã tận mắt ghi nhận sự xuống cấp trầm trọng của Nghĩa Trang biên hòa Tôi hy vọng trong vòng 3 đến 6 tháng tới, chúng tôi sẽ nhận được tin vui từ chính phủ Việt Nam cho chúng tôi được trùng tu các ngôi mộ hiện đang bị xuống cấp, ông Kevin nói. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu đảng có cho phép trùng tu nghĩa trang biên hòa hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.đê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bắt các nhà hoạt động môi trường làm sức mẻ quan hệ với phương Tây và đẩy Việt Nam gần Bắc Kinh hơn. Ngày 31 tháng 10, blog Nguyên Anh Tuấn trên AFA Tiếng Việt có bài mũi tên trúng hai đích. Theo đó, việc bắt bớ những người hoạt động môi trường tình cờ đang phục vụ cho lợi ích của Bắc Kinh. Tác giả đề cập đến vụ bắt chuyên gia môi trường Ngô Thị Tố Nhiên chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Việt Nam để lại mối quan hệ song phương được nâng cấp lên mức cao nhất và nhiều lời phê phán về nhân quyền. Thông tin về vụ bắt giữ lập tức lan truyền, bao gồm trên cả các hãng thông tấn quốc tế nhưng Bộ Công an đưa tin rất chậm trễ và tỏ ra lúng túng, không rõ có phải là vì Bộ chưa tìm ra tội danh phù hợp hay không. Tác giả dẫn lời Trung tướng Tô Ân Sô được báo tuổi trẻ tường thuật cho rằng đây là việc chiếm đoạt thông tin thuộc danh mục tài liệu mật theo Điều 342 Bộ Luật Hình Sự. Và đây là hình bài trên blog Nguyễn Anh Tuấn của RFA. Tuy nhiên, tác giả nhận xét Điều 342 Bộ Luật Hình Sự lại quy định rất rõ, chỉ áp dụng cho những tài liệu không thuộc tài liệu bí mật nhà nước hoặc bí mật công tác, bởi lẽ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được chế tài theo Điều 337. Tác giả bình luận, thật khó hiểu khi Trung tướng Xô, người phát ngôn lão làng của Bộ Công an, lại phạm sơ suất căn bản như vậy. Và cũng thật khó giải thích khi đã có hai tuần suy tính Song Bộ Công an lại tỏ rõ sự lúng túng đến vậy khi thông tin về vụ bắt giữ bà Nhiên cho báo chí. Theo tác giả, có một điểm chung giữa bà Nhiên và những nhà hoạt động môi trường bị bắt là điều ủng hộ Việt Nam chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn. Điều này có thể vô tình đã đặt họ vào cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ đối với an ninh năng lượng của Việt Nam, theo nhãn quan của cơ quan an ninh. Cụ thể, Mỹ và phương Tây muốn hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng theo hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch nhanh hơn, trong khi Trung Quốc là đối tác cung cấp các nhà máy nhiệt điện than hàng thập kỷ qua ở Việt Nam với một hồ sơ môi trường tai tiếng. Các nhà hoạt động môi trường được cho là đã hợp tác với sứ quán Mỹ, tạo ra áp lực dư luận xã hội buộc Việt Nam phải nghiêng về phía Hoa Kỳ khi tìm kiếm đối tác năng lượng của mình. Tác giả nêu bằng chứng là trong một bài viết xuất hiện một năm, trước khi làn sóng bắt bớ bắt đầu, các nhà hoạt động kể trên cùng với tổ chức của họ đã bị cáo buộc như vậy. Bài viết đặc biệt này được đăng trên blog Loa Phường, lâu nay được cho là do cơ quan an ninh Việt Nam đứng sau. Và đây là hình chuyên gia môi trường Ngô Thị Tố Nhiên. Tác giả cho biết, an ninh năng lượng có tầm quan trọng hàng đầu cho sự tồn tại và phát triển của mọi nền kinh tế. Do đó, quyết định chọn ai làm đối tác chiến lược trong lĩnh vực này chắc chắn sẽ liên quan đến những cân nhắc địa chính trị của mọi quốc gia. Vào cuối năm ngoái, Việt Nam đã ký với G7 thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với cam kết tài chính lên đến 17,5 tỷ đô la. Tác giả đánh giá không rõ Trung Quốc có liên quan gì đến làn sóng bắt bớ những nhà hoạt động môi trường này không? Song không khó để thấy họ có lợi trong việc này. Làn sóng phản đối các vụ bắt bớ đã khiến các đối tác tài trợ của chuyển đổi năng lượng công bằng trì hoãn xem xét, hỗ trợ các dự án mà Việt Nam đang mong muốn thúc đẩy. Giữa lúc tình trạng thiếu điện ngày một trở nên trầm trọng, đang ngăn cản tham vọng kinh tế của Việt Nam. Nếu không được nhận những hỗ trợ này, việc Việt Nam quay trở lại phụ thuộc vào nhiệt điện than, lĩnh vực Trung Quốc chiếm hữu ưu thế, gần như không thể tránh khỏi. Tác giả cho rằng những vụ bắt bớ này làm sức mẻ mối quan hệ đang trở nên nồng ấm giữa Việt Nam và Mỹ, đồng thời đẩy Hà Nội gần lại với Bắc Kinh hơn. Hay nói cách khác, thay vì phá hoại quan hệ Việt-Mỹ một cách lộ liễu, những ai muốn làm điều này có thể chọn cách kín đáo hơn là bắt bớ những người hoạt động nhân quyền và môi trường, vừa được tiến bảo vệ chế độ, vừa là cách cản trở Việt Nam gần lại với Mỹ tốt nhất. Quả là một mũi tên trúng hai đích. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bắt bớ nhà hoạt động môi trường, làm sức mẻ quan hệ với phương Tây và đẩy Việt Nam gần Bắc Kinh hơn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.